60 năm thực dân Pháp đô hộ Việt Nam, hậu quả nặng nề trên mọi phương diện. Pháp thuộc là một giai đoạn trong lịch sử Việt Nam kéo dài 61 năm, bắt đầu từ năm 1884 khi Pháp ép triều đình Huế chấp nhận sự bảo hộ của Pháp, cho đến năm 1945 khi Pháp mất quyền cai trị ở Đông Dương. Tuy nhiên, nhiều tài liệu khác cho rằng thời kỳ Pháp thuộc cần được tính từ năm 1867, tức là kéo dài gần 80 năm khi Nam Kỳ lục tỉnh bị nhà Nguyễn cắt nhượng cho Pháp, trở thành lãnh thổ đầu tiên Pháp chiếm được trong quá trình Pháp xâm lược Đại Nam. Trong thời kỳ này, Pháp thôn tính Việt Nam, Campuchia và Lào. Mất chủ quyền, Việt Nam bị chia cắt thành 3 xứ riêng biệt với 3 cơ cấu hành chính riêng, xứ thuộc địa Nam Kỳ và 2 xứ bảo hộ Bắc và Trung Kỳ. Cao Miên, Ai Lao cũng chịu sự cai trị của Pháp và nhượng địa Quảng Châu Loan tiếp theo bị gom vào Liên bang Đông Dương. Tháng 9 năm 1945, Pháp đem quân trở lại tấn công Việt Nam để tái lập chế độ thuộc địa ở đây, nhưng người Việt Nam phản kháng quyết liệt và Pháp đã bị thất bại sau 9 năm chiến tranh. Pháp buộc phải công nhận nền độc lập của Việt Nam cũng như Lào và Campuchia, chính thức chấm dứt thời kỳ Pháp thuộc, đồng thời kéo theo sự sụp đổ hệ thống thuộc địa của Pháp và các nước thực dân khác trên khắp thế giới vào thập niên 1950-1960. Theo sắc lệnh ngày 17 tháng 10 năm 1887, thực dân Pháp thành lập Liên bang Đông Dương, sau đó mới bao gồm có Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và Campuchia, trực thuộc Bộ Hải quân và thuộc địa. Ngày 19 tháng 4 năm 1899, Tổng thống Pháp ra sắc lệnh sáp nhập thêm Lào vào Liên bang Đông Dương. Việt Nam bị chia cắt làm 3 kỳ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, với 3 chế độ cai trị khác nhau. Bắc Kỳ và Trung Kỳ là 2 xứ bảo hộ vẫn còn giữ lại chính quyền phong kiến về hình thức. Nam Kỳ là đất thuộc địa hoàn toàn do Pháp nắm, cùng với Lào và Campuchia, cũng là đất bảo hộ của Pháp, hợp thành Liên bang Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Vào giai đoạn đầu, thực dân Pháp chỉ mới chú trọng trong 2 lĩnh vực chủ yếu là nông nghiệp và khai mỏ. Về nông nghiệp, năm 1897, Pháp ép triều Nguyễn ký điều ước nhượng quyền khai khẩn đất hoang cho họ. Ngay sau đó, Pháp tăng cường cướp đoạt đất đai, lập các khu đồn điền mới để trồng cao su, thứ cây công nghiệp mà Pháp coi trọng khi đó. Về công nghiệp, chú trọng khai thác mỏ than và kim loại. Tuy nhiên, Pháp không xây nhà máy luyện kim tại Việt Nam, tất cả khoáng sản được trở về Pháp. Phần lớn các xí nghiệp khai mỏ nằm trong tay những tập đoàn tư bản Pháp. Phương thức hoạt động là tận dụng nhân công lao động rẻ mạt, sao cho chi phí sản xuất giảm xuống mức thấp nhất để thu lợi nhuận cao. Về giao thông vận tải, xây dựng hệ thống đường giao thông hiện đại vừa phục vụ làm ăn lâu dài, vừa nhằm mục đích quân sự. Về thương nghiệp, Việt Nam trở thành thị trường độc quyền của tư bản Pháp. Pháp độc quyền thu thuế xuất nhập khẩu, tất cả hàng hóa Việt Nam mà Pháp cần đều phải ưu tiên xuất sang Pháp, không được xuất khẩu sang nước khác. Những hàng hóa mà Pháp thừa, ế hoặc kém phẩm chất so với hàng hóa của các nước khác thì Pháp xuất sang Việt Nam. Về nông nghiệp, dưới thời Pháp thuộc, địa chủ phong kiến tiếp tục được duy trì. Ngoài ra còn có thêm việc chiếm hữu diện tích lớn đất đai của thực dân Pháp và giáo hội Thiên Chúa Giáo. Ở Bắc Kỳ, tính đến năm 1902, người Pháp đã chiếm hữu 182.000 hectare đất, trong đó có 50.000 hectare ở các vùng trù phú nhất. Sau khi chiếm đất, thực dân Pháp chủ yếu vẫn áp dụng phương pháp phát canh thu tô. Một số tư bản thực dân có kinh doanh trong những sở đồn điền mới theo lối tư bản chủ nghĩa, nhưng số này ít, chủ yếu nhằm tận dụng nhân công rẻ mạt. Ngoài địa chủ Pháp, giáo hội Thiên Chúa chỉ riêng ở Nam Kỳ đã sở hữu 1/4 diện tích đất canh tác. Đầu năm 1945, nông dân chiếm 95% dân số Việt Nam, nhưng làm chủ không quá 30% diện tích ruộng đất. Riêng tầng lớp nông dân nghèo, không có hoặc chỉ có rất ít ruộng đất chiếm 60% dân số nông thôn, nhưng chỉ có khoảng 10% ruộng đất. Còn giai cấp địa chủ phong kiến Việt Nam, địa chủ thực dân Pháp, địa chủ công giáo chiếm không tới 5% dân số, nhưng chiếm hữu 70% ruộng đất. Theo thống kê phân bố ruộng đất ở miền Bắc trước năm 1945, chỉ có 4% dân số đã chiếm hữu tới 24,5% tổng số ruộng đất, còn lại phần lớn nông dân nghèo thì không có hoặc chỉ có rất ít đất canh tác. Ngay từ cuối những năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã mô tả nông dân Việt Nam như sau. Ruộng bị Tây chiếm hết, không đủ mà cày, gạo bị nó chở hết, không đủ mà ăn, làm nhiều, được ít, thuế nặng, đến nỗi chết đói, hoặc bán vợ đỡ con, hoặc đem thân làm nô lệ như những người nó chở đi tân thế giới.
miền Bắc Việt Nam thường rơi vào tình trạng đói kém khi mất mùa hoặc gặp thiên tai lũ lụt. Trong nạn đói năm Ất Dậu làm 2 triệu người chết. Tỷ lệ chết đói cao nhất là những nông dân không có đất canh tác. Pháp giành độc quyền buôn bán 3 mặt hàng quan trọng nhất là gạo, muối và rượu. Hồ Chí Minh đã nhận xét. Nói đến các món độc quyền, người ta có thể hình dung Đông Dương như một con nai béo mập bị trói chặt và đường hấp hối dưới những cái mỏ quặp của một bầy diều hâu rỉa rói mãi không thấy no. Chính quyền thực dân Pháp thu lợi tức thuộc địa thông qua hệ thống các sắc thuế. Nhiều loại thuế được đặt ra một cách vô lý. Các loại thuế được thu và phân chia theo 2 loại ngân sách. Thu cho ngân sách Đông Dương chủ yếu là thuế quan, thuế rượu, thuế thuốc phiện, muối. Và thu cho ngân sách địa phương gồm các xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và các tỉnh chủ yếu là thuế thân, thuế ruộng đất, thuế lao dịch. Thuế chủ yếu thu cho ngân sách Đông Dương bao gồm thuế quan còn gọi là thuế đoan, thuế thương chính, thi hành cho đến năm 1940. Theo đó, Việt Nam phải dùng chung một hệ thống chế độ thuế quan do nước Pháp đặt ra. Pháp bảo hộ sản phẩm nào thì Việt Nam cũng phải bảo hộ sản phẩm đó. Nhờ hàng rào thuế quan bảo hộ, Pháp tự do đưa hàng với chất lượng thấp, giá đắt vào thị trường Việt Nam. Trong cuốn sách Vấn đề dân cày, Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp đã viết, họ vớ được một số lời cao hơn với số lời của họ thường có trên thị trường thế giới. Số lời cao đó trong kinh tế chính trị học gọi là thặng dư lợi nhuận thuộc địa. Thuế gián thu công quản thường bảo đảm khoảng 70% tổng số thu của ngân sách Đông Dương, chủ yếu là thuế muối, thuế rượu, thuế thuốc phiện, thông qua chế độ độc quyền mua bán của Pháp. Thuế muối, Pháp quy định toàn bộ số muối mà dân sản xuất phải bán hết cho nhà nước Pháp với giá rẻ, rồi nhà nước bán lại cho dân, kể cả người trực tiếp sản xuất muối, với giá cao hơn để hưởng lợi nhuận. Không chỉ phục vụ mục tiêu tận thu của chính quyền Pháp mà còn mang ý nghĩa chính trị. Pháp có thể dùng muối làm áp lực với nhân dân khi cần, vì muối là mặt hàng thiết yếu của người dân. Thuế rượu, Pháp cấm mọi việc nấu rượu của tư nhân Việt Nam, kể cả việc tự nấu rượu để uống, đồng thời giao chỉ tiêu bán rượu ti cho chính quyền tổng, xã để thu lợi nhuận. Thuế thuốc phiện, Pháp mua và chế biến thuốc phiện, khuyến khích dân Việt tiêu thụ, mở tiệm hút thuốc phiện để tạo được nguồn thu lớn cho chính quyền Pháp. Thuế chủ yếu thu cho ngân sách các xứ, chủ yếu gồm các thứ thuế cũ dưới thời phong kiến như thuế thân, thuế ruộng đất, thuế lao dịch và được sửa đổi theo hướng tăng mức thu ngày càng cao hơn. Thuế thân tức là thuế đinh, mọi dân đinh từ 18 đến 60 tuổi đều phải đóng thuế này. Trước kia, thuế thân chỉ thu của người có ít nhiều tài sản, có khả năng đóng thuế, được chia ruộng đất công, nhưng nay thì Pháp thu toàn bộ. Thuế thân đã tạo thêm cho Pháp số thu rất lớn, nhưng đối với dân nghèo, mỗi khi đến vụ thuế tháng 5 âm lịch thì người nghèo lại xôn xao, nhiều người bị bắt hoặc phải bỏ quê hương để trốn thuế. Cảnh tượng đau lòng của việc đóng thuế thân đã được nhà văn đương thời Ngô Tất Tố mô tả chi tiết trong tác phẩm Tắt Đèn. Thuế ruộng đất hay còn gọi là thuế điền thổ thì từ năm 1897 toàn quyền Đông Dương đã nhiều lần cho điều chỉnh lại theo 4 hạng điền, 6 hạng thổ. Mức thuế chủ yếu là tăng lên kèm theo những khoản phụ thu, nhưng diện tích làm căn cứ và tính mẫu, xào lại điều chỉnh giảm xuống. Ví dụ theo quy định từ thời Tự Đức, mỗi mẫu Việt Nam là 4.970 m². Năm 1897, ở Bắc Kỳ, Pháp quy định mỗi mẫu chỉ có 3.600 m². Vì vậy, thuế phải nộp thực tế tăng lên, có khi đến 2-3 lần. Thuế lao dịch. Về nguyên tắc, thuế lao dịch đã được chuyển thành tiền gắn với thuế thân hoặc nộp ngân sách tỉnh, xã để sử dụng vào việc xây dựng, tu bổ đường xá, đê điều. Nhưng trên thực tế, khi cần làm đường hoặc đắp đê, chính phủ vẫn huy động nhân lực đi làm, kể cả trong những ngày mùa cày cấy, thu hoạch nông nghiệp. Thuốc phiện là mặt hàng được Pháp công khai buôn bán, khuyến khích người Việt sử dụng chứ không bị cấm như ở chính quốc. Lợi nhuận từ thuốc phiện đã đóng góp tới 25% vào ngân sách của Pháp Đông Dương. Tổng ngân sách năm 1905 là 32 triệu đồng Đông Dương. Trong số này, nguồn thu từ độc quyền bán thuốc phiện là 8,1 triệu. Tính đến năm 1900, thì lợi nhuận Pháp thu được từ thuốc phiện đạt hơn phân nửa số tiền thu nhập của toàn Liên bang Đông Dương. Riêng việc phân phối bán lẻ là để cho tư nhân, đa số người Hoa. Thuốc phiện đã trở thành một công cụ hữu hiệu vừa để thu lợi nhuận vừa làm suy sụp ý chí phản kháng của người Việt. Toàn quyền Đông Dương Saro từng có thư gửi viên công sứ dưới quyền, nói rằng: tôi trân trọng yêu cầu ông vui lòng giúp đỡ những cố gắng của nha thương chính trong việc đặt thêm đại lý bán lẻ thuốc phiện và rượu.
theo chỉ thị của ông Tổng Giám đốc Nhà Thương chính Đông Dương. Để tiến hành việc đó, tôi xin gửi ông một bản danh sách những đại lý cần đặt trong các xã đã kê tên. Phần lớn các xã này tới nay vẫn hoàn toàn chưa có rượu và thuốc phiện. Qua các tỉnh trưởng và các xã trưởng cao miên, ông có thể dùng ảnh hưởng to tát của ông để làm một số tiểu thương người bản xứ thấy rằng buôn nêm rượu và thuốc phiện là rất có lợi. Chúng ta chỉ có thể đạt kết quả mỹ mãn nếu chúng ta hợp đồng với nhau chặt chẽ và liên tục vì lợi ích tối cao của ngân khố. Thập niên 1930, cứ 1.000 làng thì có đến 1.500 đại lý bán lẻ rượu và thuốc phiện. Nhưng cũng trong số 1.000 làng đó lại chỉ có 10 trường học. Nạn nghiện thuốc phiện trở thành một vấn nạn nghiêm trọng trong xã hội Việt Nam. Về việc buôn rượu, vì bắt buộc phải trả những khoản chi tiêu thường xuyên, những món kinh phí này ngày càng tăng của phủ toàn quyền, của những công trình kiến thiết quân sự và những khoản lương cho một đám đông công chức từ Paris, cho nên chính phủ thuộc địa đã tìm mọi cách thúc đẩy việc tăng mức tiêu thụ rượu lên. Vì vậy, Pháp đề ra quy định các làng phải mua số rượu tối thiểu tính theo dân số. Pháp ấn định trên thực tế mức rượu mà mỗi người bản xứ buộc phải uống hàng năm, kể cả người già, phụ nữ, trẻ em, cả đến trẻ em còn bú mẹ. Dân một làng Bắc Kỳ buộc phải mua quá nhiều rượu. Thấy trước nguy cơ đe dọa ấy, đã kêu với viên quan người Pháp tại địa phương rằng: "Ngay đến cái ăn, chúng tôi cũng không có gì cả." Quan Pháp đáp: "Chúng mày quen ngày ba bữa, bây giờ bớt đi một bữa, hay nếu cần thì bớt đi một bữa rưỡi là có thể mua rượu của nhà nước." Người An Nam quen dùng rượu từ 20 đến 22 độ, trong khi người Pháp bắt họ dùng rượu từ 40 đến 45 độ. Thứ rượu mà Pháp độc quyền buôn bán và buộc dân Việt Nam phải uống được cất bằng thứ gạo rẻ tiền, pha thêm chất hóa học để giảm chi phí sản xuất, nên có mùi vị nồng nặc khó chịu và gây hại lớn cho sức khỏe. Về giáo dục, chính quyền thực dân ở Việt Nam cho mở hai hệ thống trường học. Trường Hán học có cải tổ đôi chút và hệ thống trường Pháp Việt. Trường Hán học chỉ duy trì tạm thời, đã được thay thế bằng trường Pháp Việt trên cả nước kể từ thập niên 1910. Tuy vậy, trên toàn Việt Nam tính đến năm 1906 mới chỉ có 25 trường tiểu học Pháp Việt và tính đến hết năm 1913 chỉ mới có 10 vạn học sinh các cấp trong tổng số 20 triệu dân lúc bấy giờ. Sự phát triển giáo dục cũng không đều khắp, tất cả các vùng miền núi đều không có trường học, riêng tỉnh Sơn La mãi đến năm 1917 mới có một trường sơ học. Đến năm 1945, toàn quyền Đông Dương chỉ có Viện Đại học Đông Dương bao gồm 10 trường thành viên, cao đẳng y khoa, cao đẳng nông nghiệp, cao đẳng thú y, cao đẳng công chính, cao đẳng địa chính, cao đẳng luật khoa, cao đẳng khoa học, cao đẳng mỹ thuật. Năm học 1944-1945, cả viện này có 1.575 sinh viên, so với tổng dân số Việt Nam khi đó là 23 triệu. Phần lớn học sinh và sinh viên đại học, cao đẳng đều là con em các gia đình giàu có hoặc có địa vị nhất định trong xã hội lúc bấy giờ. Các gia đình nông dân, nhân dân lao động nghèo rất ít có khả năng cho con em theo học. Về giáo dục tiểu học, trung bình một tỉnh chỉ có khoảng từ 2 đến 4 trường tiểu học, mỗi trường có từ trên 100 đến vài trăm học sinh. Các thành phố lớn mới có trường cao đẳng tiểu học như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Quy Nhơn, Sài Gòn, Cần Thơ, Mỹ Tho. Bậc trung học, tức là bậc tú tài chỉ có ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn, mỗi trường chỉ có khoảng từ 100 đến 200 học sinh. Chính sách giáo dục của chính quyền Pháp nhằm dụng ý là để chuyển hướng tư duy của đại chúng, xóa bỏ những ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa, truyền bá văn minh Pháp nhằm đồng hóa người Việt, đồng thời đào tạo ra một tầng lớp công chức và chuyên viên phục vụ cho nền cai trị và công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp. Mối đe dọa đáng sợ cho chính quyền thực dân Pháp là Nho giáo qua các sách vở Hán văn, bởi Nho giáo cổ vũ lòng yêu nước, chống ngoại xâm và khuyến khích giới trí thức quan tâm đến các vấn đề chính trị. Hơn nữa, người Pháp rất khó chịu trước giới sĩ phu Nho học không ngừng đả kích chế độ thực dân, kích động sự bất mãn của dân chúng, thậm chí lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa chống Pháp. Vì vậy, người Pháp đã dồn nhiều nỗ lực vào việc cải biến nền giáo dục bản xứ, loại bỏ Nho học và cấm giảng dạy lịch sử Việt Nam. Thay vào đó là các kiến thức khoa học phương Tây, văn chương và lịch sử Pháp. Một chứng cứ là sách giáo khoa thời Pháp thuộc không dùng danh từ Việt Nam mà chỉ nhắc đến Đông Pháp và các xứ lệ thuộc. Các kỳ thi khoa bảng ở Việt Nam cũng bị loại bỏ, thay vào đó là các kỳ thi bằng chữ quốc ngữ phỏng theo các kỳ thi của Pháp. Giáo dục thời Pháp thuộc để lại nhiều mặt tiêu cực với Việt Nam. Năm 1905, Phan Bội Châu cho rằng nền giáo dục của Pháp chỉ dạy viết văn Pháp, nói tiếng Pháp, tạm thời làm nô lệ cho Pháp.
Học giả Trần Trọng Kim cho rằng nền giáo dục Pháp đã biến một xã hội nghe đến nước mình thì ngây ngây như người ngoại quốc, xử nước mình không biết, tiếng nói nước mình thì chỉ biết qua loa. Cho đến năm 1930, tổng số học sinh sinh viên tất cả các trường từ tiểu học đến đại học chỉ chiếm 1,8% dân số Việt Nam. Do số người được đi học thấp, kết quả là tới năm 1945, trên 95% dân số Việt Nam bị mù chữ. Tuy nhiên, nền giáo dục của Pháp cũng tạo ra một tầng lớp trí thức mới, nắm được khoa học kỹ thuật phương Tây và một tầng lớp tinh hoa chính trị chịu ảnh hưởng của những hệ tư tưởng và tiếp thu những thủ thuật chính trị phương Tây. Tuy số lượng ít ỏi và chất lượng của tầng lớp này còn yếu. Tầng lớp trí thức bản xứ có rất ít cá nhân đạt tới trình độ tinh hoa. Đội ngũ chuyên gia tuy có số lượng khá hơn nhưng gắn bó trực tiếp với sự điều tiết từ chính quốc chứ không phải gắn bó với xã hội và nền kinh tế tại chỗ và một lượng đông đảo những trí thức cấp thấp. Chất lượng của một tầng lớp trí thức Việt Nam thời Pháp thuộc xét trên khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội đương thời còn kém hơn thời kỳ tiền thực dân. Sau tháng 8 năm 1945, giới trí thức bị phân hóa thành các bộ phận khác nhau, ủng hộ các xu hướng chính trị khác nhau tại Việt Nam. Việc thiếu chuyên gia, trí thức và lãnh đạo chính trị được đào tạo tốt là vấn đề nghiêm trọng để lại nhiều hậu quả tiêu cực lâu dài đối với Việt Nam sau khi giành được độc lập. Đi cùng với chính sách hạn chế giáo dục, thực dân Pháp dung dưỡng nạn cờ bạc bằng cách cho phép mở các sòng bạc để thu thuế. Ngoài những sòng bạc công khai có tính chất thường xuyên, tổ chức quy mô ở chợ lớn Lạng Sơn, Móng Cái, Hà Giang, Lào Cai, còn có nhiều sòng bạc kín được tổ chức ở các dịp chợ phiên, ở những vòng đua ngựa ở Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn. Nạn mại dâm cũng được thực dân Pháp hợp thức công khai và trở nên phổ biến ở các thành phố lớn. Vào những năm 1930, vấn đề mại dâm ở Việt Nam đã trở thành một vấn đề nhức nhối trong xã hội. Các báo đã mô tả tình trạng lúc nhúc xóm Bình Khang, đầy dãy phường bán phấn trong các đô thị Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. Một biến tướng khác của mại dâm là hát cô đầu đã trở thành một cái ung nhọt của xã hội. Báo Công Luận viết, nếu đi qua các ngõ Sầm Công ở Hà Nội, phố Hạ Lý Hải Phòng, phố Bến Củi Nam Định, ta sẽ thấy một cảnh tượng đau lòng, một sự dâm ô đê tiện hơn hết trong sự mại dâm. Chắc không có nước nào mà mại dâm lại đê tiện hơn mại dâm ở nước ta. Họ ra tận đường phố lôi kéo khách hàng, họ nói những câu, hát những giọng khiêu dâm tục tằn. Nguyễn Doãn Vượng đã nhận xét, hầu hết những kẻ đi hát đều là thanh niên, do đó sự kém sút về sức khỏe, sự trụy lạc về tinh thần, những bệnh hoa liễu cũng từ đó mà về thăm gia đình và vợ con những thanh niên đó. Lại còn bao nhiêu kẻ trong cơn mê muội đớn hèn, lỗi đạo vì đi hát, ăn trộm, ăn cắp, vì mê hát và khuynh gia bại sản vì những cô đầu hát. Pháp tuyên bố bảo hộ An Nam để giúp nước này khai hóa văn minh, nhưng thực tế các đề nghị nâng cao dân trí, cải tổ toàn diện chính trị xã hội, cải cách và phát triển giáo dục, cũng như hướng đến nền chính trị dân chủ của các trí thức đương thời đều bị Pháp thờ ơ. Tại Việt Nam, một thời từ thập niên 1930, cụm từ chủ nghĩa quốc gia hay được dùng. Trong thời Pháp thuộc, một số nhóm theo chủ nghĩa này ủng hộ chế độ bảo hộ của Pháp tại Đông Dương, ủng hộ chủ nghĩa quốc gia ở Pháp, chỉ các nhóm chính trị cánh hữu hay cực hữu ở Pháp. Có nhóm năm 1939 khi cánh hữu thắng cử ở Pháp đã kêu gọi từ giã hết chủ nghĩa xã hội, quốc tế, cộng sản, xét ra không có lợi gì cho tiền đồ tổ quốc đi, để quay đầu về phụng sự chủ nghĩa quốc gia. Họ cho là các lý tưởng kia không lấy thực nghiệm ra mà suy xét, chỉ chạy theo lý tưởng suông, và xem một số nước đem ra thực hành đều thất bại cả. Họ kêu gọi trông cậy vào sự chỉ đạo của nước Pháp bảo hộ, yêu cầu nước Pháp gây dựng cho nước ta một quốc gia, có chính phủ chịu trách nhiệm các việc nội trị trước một dân viện có quyền lập pháp, tức là đòi quyền tự trị chứ không phải là độc lập. Họ bác bỏ quan điểm bọn thanh niên cứ nhất định theo đòi văn minh Âu Mỹ mà thôi, và kêu gọi khôi phục quốc quyền, chấn hưng quốc thể. Bác bỏ tư tưởng và óc đảng phái đã làm cho quốc dân Việt Nam tam phân ngũ liệt và đòi tự trị, quân chủ lập hiến. Họ bác bỏ thuyết xã hội, thuyết quốc tế cùng đảng viên tả phái đi cổ động tự do, cho đó là trái với tinh thần trung quân ái quốc của dân chúng, trái với luân lý Phật Đà, Khổng Tử, khác với chủ nghĩa quốc gia, cái rễ từ đời Trưng Vương, đuổi Tô Định, Triệu Ấu, đuổi quân Ngô. Kêu gọi chỉ có ai là thức thời có lòng yêu nước trung vua vốn sẵn, chỉ dựa vào cái chủ nghĩa Pháp Nam hợp tác, Pháp Việt để huề.
học đòi người quý quốc, làm cho nước được mạnh, dân được giàu lên đã. Một số chính trị gia theo chiều hướng này tiêu biểu như Bùi Quang Chiêu, Phạm Quỳnh, nhưng đường lối cụ thể không giống nhau. Họ chống lại mặt trận bình dân, tức là cánh tả ở Pháp. Phạm Quỳnh, Ngô Đình Khôi tiêu biểu cho khuynh hướng bảo hộ Pháp, quân chủ kèm dân quyền, sau đó hướng thân Nhật là nhóm quốc gia nhất. Bùi Quang Chiêu có hướng tự do và lập hiến kiểu dân chủ tư sản, sau ngả xu hướng xã hội cấp tiến, pha trộn chủ nghĩa tự do và xã hội. Một thời gian ngắn liên kết với nhóm ủng hộ thợ thuyền cộng sản và xã hội. Hồ Văn Ngà thì dựa vào Nhật ủng hộ độc lập. Ngoài ra còn có quốc gia xã hội gọi tắt là quốc xã, như nhóm Đại Việt của Trần Trọng Kim. Pháp thời gian đó cũng có đảng Quốc gia xã hội Pháp, có chi nhánh tại Đông Dương. Khi bước vào chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp động viên hàng vạn thanh niên người Việt gia nhập quân đội, rồi đưa họ sang tham chiến ở châu Âu, dẫn đến nhiều cuộc nổi loạn khắp Nam Kỳ. Có đến 50.000 binh lính và 50.000 lao động người Việt bị cưỡng chế kéo khỏi những làng mạc, được đưa sang châu Âu chiến đấu cho Pháp trong chiến tranh. Họ phải chiến đấu tại những nơi xa xôi lạ lẫm. Hàng ngàn người lính Việt đã chết trên biển vì tàu bị bắn chìm, hàng ngàn lính khác đã tử trận gần bờ biển Bỉ và rất nhiều nữa những hy sinh ở chiến trường Trung Đông đẫm máu. Hơn 30.000 người Việt Nam đã chết trong cuộc xung đột và 60.000 bị thương. Nhiều binh sĩ người Việt tìm cách chống lại việc bắt lính của Pháp bằng việc bỏ trốn hoặc chống lệnh. Tiêu biểu là Trịnh Văn Cấn, viên cai đội, lính Khố Xanh ở Thái Nguyên đã cầm đầu lính Việt thực hiện cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên vào đêm 30 tháng 8 năm 1917. Quân Pháp trấn áp cuộc khởi nghĩa tới tháng 3 thì xong. Với một chiến thuật mà họ sử dụng rất hiệu quả là bắt giữ thân nhân của quân khởi nghĩa để buộc họ phải ra hàng. Một số người bị bắt bị kết án tử hình, những người khác bị kết án và đẩy ra côn đảo. Người dân Việt Nam còn bị buộc phải chịu thêm nhiều siêu thuế nặng nề để tài trợ nỗ lực chiến tranh của Pháp. Việt Nam đã phải đóng góp 184 triệu đồng bạc dưới hình thức vay nợ và 336.000 tấn lương thực. Những gánh nặng này cùng những khó khăn gây ra bởi tai họa thiên nhiên đã tạo nên nạn đói từ năm 1914 đến năm 1917. Năm 1939, khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, Pháp cũng có kế hoạch huy động thanh niên người Việt đưa sang Pháp tham chiến. Pháp đã cưỡng bức khoảng 20.000 thanh niên Việt Nam sang Pháp nhằm thay thế công nhân trong các xưởng sản xuất vũ khí phải ra trận chống phát xít Đức. Sau khi Pháp thất bại quá nhanh trong trận chiến nước Pháp, những người Việt này bị hiểu lầm là lính đánh thuê nên họ đã bị quân đội Đức quốc xã hành hạ và bị các ông chủ Pháp bóc lột thậm tệ. Những người lính thợ Việt đã phải sống một cuộc sống đầy ải, bi thảm trên đất Pháp dưới sự thống trị của quân phát xít Đức. Những công binh Việt Nam không được trả lương bổng mà còn bị kẹt tại Pháp trong 12 năm trời không được về nước. Và cuối cùng, hậu quả của thời Pháp thuộc, Việt Nam đã không còn là một quốc gia độc lập, trở thành một chế độ quân chủ nửa thuộc địa, phải phụ thuộc vào Pháp. Bằng các hiệp ước ký với Triều Nguyễn, Việt Nam bị người Pháp chia thành 3 kỳ, Nam kỳ, Trung kỳ, Bắc kỳ, với các chế độ chính trị, bộ máy hành chính và hệ thống luật pháp khác nhau. Do các ràng buộc trong những hiệp ước đã ký với nhà Nguyễn, Pháp không xây dựng một hình thức nhà nước dân chủ tại Việt Nam mà nhà Nguyễn vẫn tồn tại với các thành viên hoàng gia, quý tộc, quan lại. Nhà Nguyễn mất uy tín chính trị, vương quyền không còn là yếu tố đoàn kết quốc gia như các nước quân chủ khác trên thế giới. Chế độ bảo hộ của Pháp đã biến người Việt thành những nhân viên hành chính, chỉ biết thừa hành một cách thụ động, thiếu sáng tạo, còn quyền lãnh đạo nằm trong tay người Pháp. Trong chính quyền thuộc địa, tri thức, tài năng, đạo đức không được xem trọng bằng sự trung thành và phục tùng đối với người Pháp. Thuật lãnh đạo không được truyền lại, khả năng lãnh đạo quốc gia của người Việt thui chột đi, đạo đức và năng lực của giới công chức nhà nước Việt suy đồi. Người Pháp không có ý định trao trả độc lập cho người Việt, nên họ không đào tạo một tầng lớp tinh hoa người Việt đủ sức lãnh đạo, quản trị quốc gia. Đa số người Việt thiếu trưởng thành về mặt chính trị do bị loại ra khỏi đời sống chính trị quốc gia cùng chính sách ngu dân của người Pháp. Nhà vua mất vai trò là người quyết định và giám sát tối cao mọi hoạt động nhà nước, còn người Pháp không có những biện pháp hữu hiệu để chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, cường hào, ác bá. Người dân thuộc địa mất hết liên kết với nhà nước, bất mãn với cách cai trị của người Pháp và triều đình Huế. Chủ nghĩa dân tộc và tinh thần chống Pháp phát triển mạnh. Trong bối cảnh đó, những tư tưởng cách mạng du nhập từ phương Tây được phổ biến rộng rãi thông qua sự truyền bá của chủ nghĩa cộng sản, cũng như thông qua hệ thống giáo dục của người Pháp. Các đảng phái chủ trương dùng bạo lực giành chính quyền hoạt động bí mật tại Việt Nam hoặc lưu vong ở nước ngoài.
Năm 1945, Nhật đầu hàng đồng minh, tạo điều kiện cho các đảng phái bí mật công khai hoạt động, tuyển mộ đảng viên và thu hút quần chúng. Triều đình nhà Nguyễn cải tổ thành Đế quốc Việt Nam nhưng không đủ uy tín chính trị để thu hút quần chúng, không có lực lượng để duy trì an ninh. Sau cách mạng tháng 8, các đảng phái non trẻ thiếu kinh nghiệm hoạt động trong một nền dân chủ, thiếu kinh nghiệm trị quốc, bị chia rẽ vì các khác biệt ý thức hệ và bất đồng trong đường lối chính trị, cạnh tranh nhau giành quyền lãnh đạo quốc gia. Với sự quay lại của thực dân Pháp năm 1945, xung đột Pháp-Việt và giữa người Việt với nhau bùng phát ngay khi Việt Nam vừa giành độc lập, kéo dài cho đến tận năm 1975. Sau đó lại tiếp tục là chiến tranh với Khmer Đỏ và Trung Quốc, kéo dài tới năm 1988. Các cuộc chiến tranh liên tiếp kéo dài suốt 40 năm khiến hàng triệu người chết, khiến Việt Nam bị tàn phá nặng nề về mọi mặt, gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ người Việt và dẫn đến sự ra đi của hơn 1 triệu người, trong đó có nhiều người thuộc giới trí thức. Sự chia rẽ của người Việt, tình trạng đạo đức xã hội và truyền thống văn hóa bị tan rã, tâm lý xính ngoại, vọng ngoại, ỷ ngoại và bài ngoại phổ biến. Bộ máy nhà nước có năng lực hạn chế, quốc gia thiếu những người lãnh đạo tài năng và những chính trị gia có tầm nhìn. Dân chúng thiếu trưởng thành về mặt chính trị, cùng nỗi ám ảnh quá khứ thuộc địa còn kéo dài đến tận ngày nay. Về văn hóa và giáo dục thì hệ thống giáo dục phát triển không tương xứng với những hứa hẹn của người Pháp là khai hóa văn minh dân thuộc địa. Chính vì thế, cái mà người Việt thừa hưởng từ người Pháp sau khi Việt Nam giành được độc lập chỉ là những mảnh vụn văn hóa và lịch sử, tỷ lệ mù chữ lên đến 95% dân số. Hệ thống kiến thức Tây học kém cỏi, thiếu chiều sâu, theo như Ngô Đức Kế đã nói, Âu học vẫn chưa vin được ngọn ngành mà Hán học đã đứt cả cội rễ, cùng với nền tảng đạo đức xã hội suy đồi. Ngày 3 tháng 9 năm 1945, trong phiên họp đầu tiên của chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra nhiệm vụ cấp bách nhất, thiết thực nhất là phải giải quyết nạn dốt và chỉ rõ. Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, vì vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ. Thậm chí cho đến tận ngày nay, Việt Nam vẫn chưa có một nền học thuật có thể so sánh với các nước trong khu vực, còn truyền thông đại chúng thì luôn than phiền về tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp. Còn về kinh tế, trong những biến đổi xã hội vì sự xâm nhập của người Pháp là nhiều mặt hàng mới, trong đó có nhiều thực vật đã được đưa vào Việt Nam từ Âu Châu, Mỹ Châu, Phi Châu và cả những nước Á Châu lân cận cũng góp nguồn. Đồn điền cây cà phê xuất phát từ Phi Châu, cây cao su từ Nam Mỹ, được quy hoạch và phát triển, biến đổi hẳn bộ mặt đất nước, đưa dân lên miền núi khai thác và định cư. Ở miền xuôi thì trái cây nhiệt đới như chôm chôm, măng cụt cũng được trồng lấy giống từ Mã Lai, Nam Dương. Ngoài ra nhiều loại rau như khoai tây, súp lơ, su hào, cà rốt, tỏi tây nhập cảng từ Pháp được trồng quy mô kể từ năm 1900. Nhiều món ăn mới cũng theo chân người Pháp ra mắt ở Việt Nam như bánh mì, bơ, phô mát, cà phê rồi trở thành quen thuộc. Người Pháp không xây dựng nền tảng công nghiệp tại Việt Nam, trong khi Nhật Bản đã xây dựng khá nhiều cơ sở công nghiệp tại các thuộc địa của họ như Triều Tiên, Mãn Châu. Nền kinh tế Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào nông nghiệp với phương thức sản xuất không thay đổi trong hàng ngàn năm. Quan hệ sản xuất tại nông thôn vẫn là quan hệ địa chủ tá điền như thời Trung Cổ. Còn tại thành thị, chủ nghĩa tư bản chỉ mới manh nha xuất hiện. Sau khi độc lập khỏi Pháp, Việt Nam thiếu nền tảng kinh tế kỹ thuật, thiếu lực lượng lao động có kỹ năng, thiếu chuyên gia, thiếu nhà quản lý, thiếu doanh nhân, thiếu truyền thống và văn hóa kinh doanh để có thể phát triển kinh tế. Những thiếu sót này kéo dài đến tận ngày nay, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. So với các thuộc địa của Nhật Bản hoặc một số nước thực dân khác, thực dân Pháp ở Đông Dương đã để lại cho thuộc địa một trạng thái mong manh yếu ớt, hầu như không có khả năng tự tái thiết trước và sau khi giành độc lập năm 1954. Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam đã đi theo mô hình phương Tây điển hình, thể hiện ở chỗ nó kiếm lợi nhuận chủ yếu qua việc bóc lột tài nguyên thuộc địa. Do khả năng sinh lợi của các nguồn tài nguyên như vậy chủ yếu dựa vào sự chênh lệch giá, nên Pháp không cần thành lập một bộ máy hành chính thuộc địa phát triển nhằm tăng năng suất, cũng không cần thực hiện công nghiệp hóa ở quy mô lớn. Số lượng công chức, chuyên gia mà Pháp đưa sang Việt Nam ít hơn 15 lần so với số lượng mà đế quốc Nhật Bản đã đưa sang thuộc địa Triều Tiên trong cùng thời kỳ. Hồ Chí Minh đánh giá về thời kỳ Pháp thuộc, sau 80 năm bị thực dân Pháp giày vò, nước Việt Nam ta cái gì cũng kém cỏi, chỉ có lòng sốt sắng của dân là rất cao. Trong tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Hồ Chủ tịch có nói rõ, thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta,
hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những luật pháp dã man, chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết. Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học, chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng ràng buộc dư luận thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu, cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược. Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta sơ sát, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.